chánh niệm riêng tầm ta giọt châu rơi. Quân dưới sau quân dương chẳng nói một lời, để thần tiếp chịu uống đời hương phân. Bệ hạ an tam ban, bệ hạ vừa phê chiếu lệnh, thần tiếp nghe qua như sét đánh ngang mai. Rồi đây thần tiếp như cánh hoa rơi rụng mấy ngoài. Bệ hạ ơi, một phen lìa cung cấm, có mong gì hẹn buổi trùng lai. Trong sang canh từng tiếng điểm vang vang, có phải chăng tiếng gọi của tử thần đang dục giá vàng phi rời bỏ cung di giữa mùa mộng thắm mơ. Bởi tiếp đã lìa cung quyết một đi không trở